là Tài đến từ Công Béo trong đồng phục Lulo. Thị trường đồng phục tại thành phố Hồ Chí Minh rất đa dạng và cũng có rất nhiều nhà cung cấp. Trong đó cũng có những nhà cung cấp là các công ty quà tặng hay là những nhà thương mại và các nhà sản xuất. Thì tùy theo trình độ hiểu biết của các công ty mà nhà họ có những cái tư vấn khác nhau. Hôm nay rất vui là mình được chia sẻ với anh chị về một số thông tin cần thiết và hữu ích để mà các anh chị nhằm hiểu biết thêm về áo thun đồng phục trước khi mà đưa ra quyết định chọn nhà cung cấp. Và song song đó thì mình cũng sẽ chia sẻ về một số các cái quy trình thực hiện đơn hàng, cái bước thực hiện đơn hàng để anh chị là khách hàng ở xa không được nhân viên tư vấn của công ty áo thun Lulo đến tư vấn trực tiếp. Qua cái đoạn clip này anh chị cũng hiểu được phần nào giống như là một cái hình thức tư vấn từ xa. Yếu tố đầu tiên mà anh chị cần cân nhắc đến đó là chất liệu vải. Anh chị chắc chắn rằng là phải lựa chọn cho mình một cái chất liệu vải phù hợp. Ở đây mình muốn chia sẻ về phù hợp có nghĩa là phù hợp với cái nguồn ngân sách hiện tại thì cũng như là phù hợp với cái tính cái mục đích sử dụng của chúng ta. Thì sau đây mình sẽ chia sẻ với anh chị từng chất liệu cụ thể. Anh chị hãy quan sát về trên bề mặt vải. Anh chị sẽ thấy rõ ràng những cái sợi vải chạy liên tục theo chiều dọc. Đây. Đây anh chị hãy nhìn thấy rất là rõ những cái sợi vải như thế này chạy liên tục với nhau. Và bề mặt vải là đang trơn, đồng đều giữa các nơi. Thì đây chúng ta gọi đó là vải trơn hay còn gọi là vải single. Tiếp tục hãy quan sát cái bề mặt của miếng vải màu đỏ. Anh chị phát hiện có một sự khác biệt về bề mặt của vải. Đây là những cái mắt vải. Loại vải này người ta gọi là vải cá mập hay còn gọi là cá sấu mắt lớn. Tiếp tục quan sát bề mặt vải màu xanh navy này, anh chị sẽ thấy được cái mắt vải trên bề mặt vải này. Nếu mà so sánh giữa cái mắt vải này và cái mắt vải màu đỏ hồi nãy chúng ta mới đề cập đến thì cái mắt vải màu xanh mới này nó nhỏ hơn. Thì ngoài thị trường người ta còn gọi đó là vải cá sấu mắt nhí. Tiếp tục quan sát bề mặt vải của vải cam này, chúng ta thấy nó có những cái hạt vải như thế này, nó giống như là những cái hạt mè, thị trường gọi đây là vải mè. Các anh chị đã đi qua một vòng về các cái mặt vải khác nhau, như là vải xanh này chúng ta đã quan sát và thấy là bề mặt nó láng mềm trơn thì chúng ta gọi nó là vải trơn hay còn gọi là vải single. Vải đỏ này, cái bề mặt vải nó có những cái mắt vải lớn thì chúng ta gọi nó là vải sấu, cá sấu mắt lớn hay là vải cá mập. Vải xanh navy này có những cái mắt vải nhỏ hơn thì chúng ta gọi đó là vải cá sấu hay là gọi là vải cá sấu mắt nhí. Cũng như là bề mặt này, vải màu cam này thì nó có những cái hạt giống như là hạt mè, chúng ta gọi là vải mè. Việc phân biệt cái bề mặt vải khác nhau chỉ nhắn gửi chúng ta một điều, đó là có sự khác biệt giữa cái cách đan sợi vải với nhau khác nhau thôi để tạo nên cái bề mặt vải khác nhau. Điều này không làm ảnh hưởng nhiều đến giá thành của sản phẩm. Chúng ta đã đi qua một vòng về cái bề mặt vải. Sau đây là chúng ta sẽ mình sẽ chia sẻ anh chị về cái cách phân biệt các chất liệu vải. Trước tiên là trên thị trường hiện tại chúng ta có bốn loại vải cơ bản, bốn loại chất liệu vải cơ bản, đó là 100% cotton được làm từ sợi bông tự nhiên. Đó là lý do tại sao mà vải cotton thấm hút mồ hôi tốt, tuy nhiên nó vẫn có nhược điểm, đó là giá thành cao và tuổi thọ thấp.
Ngược lại với chất liệu 100% cô tâm, chúng ta có chất liệu 100% BE. Chất liệu 100% BE thì tuổi thọ cao, sợi vải bóng bền đẹp, tuy nhiên là giá thành lại rẻ nữa. Nhưng mà ngược lại là vẫn có một nhược điểm, đó là không thấm hút mồ hôi. Đó là lý do tại sao mà khi mà người mặc, người sử dụng cái chất liệu này sẽ cảm giác nóng, không thoáng mát giống như cơ thông được. Để cân bằng cái sự chênh lệch này giữa giá thành cũng như là những cái tính năng mà cho chất liệu vải mang lại, người ta là tạo nên cái loại vải 6535 và loại vải 3565. Loại vải 6535 là một loại vải phổ biến nhất trên thị trường hiện nay, với 65% là BE và 35% là cotton, hay còn gọi là vải PC. Sự pha lẫn giữa cotton và BE là hiếm hoi trên thị trường, đó là chất liệu 35-65, với 35% là BE và 65% là cotton. Thật sự rất hiếm để chúng ta tìm trên thị trường hiện có, mà chúng ta buộc phải đặt vải mới có được cái sự pha trộn giữa cotton và BE này. Chia sẻ với anh chị về hai cái loại chất liệu chiến lược của công ty giáo thông Blue Low, đó là chất liệu 100% poly dành cho dòng hàng phổ thông, và một chất liệu vải hai da mà cụ thể chính xác gọi là vải cotton bud, tức là bề mặt bên ngoài là poly và bên trong nó là cotton. Thì đó là hai dòng hàng chiến lược của bên công ty giáo thông Blue Low. Với chất liệu 100% poly thì thật sự poly có cùng chất liệu với lại là 100% PE. Tuy nhiên có sự khác biệt giữa cái cách dệt, mà nó có một cái tên gọi khác nhau. Ví dụ như là để tạo ra một cái chất liệu, một cái vải là 100% PE, người ta dùng chất liệu đó nhưng mà người ta sẽ đánh tơi ra cái sợi vải đó ra, xong sau đó người ta bệnh lại, đan lại thì nó tạo nên là vải 100% PE. Còn đối với 100% poly, người ta sẽ dùng một sợi vải hay còn gọi là sợi sơ dài, nó dài thật vô tận, để mà sau đó dùng những cái sợi vải dài vô tận đó để đan dệt lại với nhau, tạo nên một cái mặt vải như thế này, sáng bóng, bền, không bám bụi, không hầu như là không nhăn, ít nhăn nhất, thì người ta gọi đó là vải 100% poly. Tuy nhiên nó có một nhược điểm nhẹ, đó là dễ trầy xước, do đó là đừng cấu thành từ những cái sợi dài vô tận, cho nên khi nó trầy xước thì cái vết xước nó sẽ lớn hơn. Anh chị hãy quan sát bề mặt vải. Với cách dệt này tạo ra cái hình mặt vải như thế này, là hình mặt vải cá sấu, và được cấu tạo bề mặt bên ngoài này là từ sợi poly 100%. Chúng ta quan sát cái mặt bên trong của vải, chúng ta hãy nhìn kỹ, chúng ta sẽ thấy những cái lông vải nằm trên bề mặt. Thì đây là những cái sợi cotton. Cái vải cotton bud này, vải cotton bud này được cấu tạo bên ngoài là 100% sợi poly và mặt bên trong là 100% sợi cotton. Thứ nhất, khi mà bề mặt là vải poly thì nó giúp cho mặt vải của mình mặt nó sáng bóng, lâu cũ, ít bám bụi, hầu như là rất ít nhăn và không bị sù lông. Còn bề mặt bên trong nó là vải cotton, là sợi cotton 100%, thì cái sợi cotton này nó giúp cho thấm hút mồ hôi tốt. Vậy thì khi mà sử dụng cái vải cotton bud này, người mặc sẽ có cảm giác là thứ nhất là thoáng mát, thứ hai là cái mặt vải nó sáng mới hoài, tức là nó lâu cũ hơn, thứ ba là nó cầm màu tốt, nó hầu như là không ra màu và hầu như là rất là ít nhăn. Tương tự như vậy thì cái vải poly 100%, ưu điểm của nó là ít, hầu như là không bám bụi và hầu như là không đổ lông và ít nhăn. Đó là lý do tại sao mà công ty áo thun Lulu chọn hai dòng chất liệu này
cho dòng hàng chiến lược. Sau chúng ta lại có vải thun 4 chiều, vải thun 2 chiều. Cơ bản vải thun là phải co giãn 2 chiều rồi. Sau đó khi mà ngành dệt may phát triển thì người ta muốn tạo nên một cái sự linh hoạt cho bề mặt, có những cái hoạt động thoải mái hơn, người ta cài thêm sợi spandex. Thì cái sợi spandex này giống như là sợi dây thun giúp cho cái vải của chúng ta nó được co giãn rất là linh hoạt và cho người mặc có những cái hoạt động thoải mái hơn. Chúng ta hãy nhìn cái miếng vải sau đây cũng là vải thun. Chúng ta hãy kéo thử miếng vải sau ra nhé. Đây, kéo ra thì đúng là nó có dạng. Tuy nhiên chúng ta xoay lại cái đầu này xem như thế nào nhé. Đó, hai quan sát kỹ là hầu như kéo ra rất là khó khăn, và hầu như là không có dạng được. Thì đây gọi là vải thun 2 chiều. Cái sự khác biệt giữa vải thun 2 chiều là như chúng ta thấy là đó là sự co giãn linh hoạt 4 chiều và co giãn 2 chiều cơ bản. Vậy thì khi mà cài cái sợi spandex vô sẽ giúp cho thun co giãn được 4 chiều. Và trong quá trình chúng ta sử dụng áo cũng vậy. Đối với cái vải thun 4 chiều thì khi mà nó có sự co giãn, nó giãn ra rồi thì nó sẽ co trở lại trạng thái ban đầu. Tuy nhiên là vải, đối với vải thun 2 chiều rất là khó giãn, nhưng mà giãn ra rồi là không thể co trở lại. Đó là đặc tính rất là khác. Có nhiều cách để mà chúng ta phân biệt được chất liệu vải một cách chính xác. Đối với những người làm trong ngành hoặc là những chuyên gia thì họ chỉ cần nhìn bề mặt vải là họ có thể nhận biết được chất liệu vải. Tuy nhiên đối với chúng ta thì chúng ta không phải là những chuyên gia, chúng ta có những cái cách nhận biết vải một cách đơn giản hơn, dễ dàng hơn. Sau đây là mời anh chị xem mình phân biệt vải như thế nào nhé. Anh chị hãy quan sát cái thao tác của mình nhé. Nhìn ngọn lửa, anh chị thấy là cái ngọn lửa cháy rất là yếu, rất là chậm ha. Cái mùi khói nó cũng là nghe mùi của giấy. Và chúng ta khi mà chúng ta so những cái tro trên cái vải vừa mới đốt, chúng ta thấy là rất là mịn và không có gì để lại hết, không có lằn cợn gì hết. Thì đây đúng là chất liệu 100% cô tông. Đó là lý do tại sao mà chúng ta cái khói cũng nghe cái mùi của giống như là đốt giấy, và cái tro của nó rất là mịn. Tiếp tục chúng ta quan sát mẫu thứ hai để xem có sự khác biệt như thế nào nhé. Chưa. Cũng như lần trước, chúng ta hãy quan sát ngọn lửa trước. Đây. Đó, khói nó bốc lên ha. Và cháy rất là mạnh. Rồi. Chúng ta thực hiện kéo sợi. Nó giống như là chúng ta đốt nhựa. Và chúng ta đã thấy nó kéo thành những cái sợi nhỏ như thế này. Và cái việc mà có thể kéo sợi như thế này, nó giống như là chúng ta đốt miếng nhựa. Thì đây đúng là chất liệu 100% PE. Quan sát tiếp miếng thứ ba để chúng ta thấy có sự khác biệt như thế nào nhé. Rồi, mời anh chị xem. Ngọn lửa khác biệt, mạnh hơn ngọn lửa ban đầu và yếu hơn ngọn lửa thứ hai. Chúng ta cũng thực hiện việc kéo sợi. Không được. Chúng ta không kéo sợi được. Chúng ta tiếp tục xem cái tro của nó nhé. Và chúng ta khi mà chúng ta dò cái tro, chúng ta thấy có những cái hạt lần cận như thế này. Đó. Chúng ta đã thấy rồi đó. Ngọn lửa nó cũng khác ngọn lửa ban đầu. Nó cháy mạnh hơn ngọn lửa ban đầu và nó cháy yếu hơn ngọn lửa thứ hai. Việc kéo sợi của chúng ta cũng không thể thực hiện được. Và cái tro khi mà chúng ta dò trên tay thì nó tạo ra những cái hàng tro lần cận. Thì đây đúng là chất liệu có sự pha lẫn giữa cô tông và PE. Đây là chất liệu 65-35 với 65% là PE và 35%
là có tâm. Ở đây chúng tôi không thực hiện việc đốt để mà nhận biết được chất liệu là 35-65, có nghĩa là CVC, 65% là có tâm và 35% là BO. Đó là lý do là tại vì đây là chất liệu rất khó tìm trên thị trường, hầu như không có. Nó chỉ xuất hiện khi mà chúng ta đặt vải yêu cầu ở các nhà mà dệt nhuộm. Còn để mà phân biệt chất liệu trăm trăm poly thì chúng ta cũng thực hiện cái việc đốt và kéo sợi, bởi vì nó bản chất nó là giống như là sợi 100% BO. Điều thứ hai là để mà phân biệt cái vải cotton bag, mà là đó là hai dòng hàng dòng chất liệu chiến lược của công ty Oculo. Đó là bề mặt của cái cotton bag này là được cấu tạo từ 100% sợi poly, cho nên nó rất là sáng bóng ha. Còn mặt bên trong là nó được cấu tạo từ 100% sợi cotton, cho nên là nó sẽ có nổi lông, một cái lớp lông nhẹ lên, lông tơ nhẹ lên, rất là dễ. Đối với mảng áo thun đồng phục thì phổ biến nhất trên thị trường hiện giờ là áo cổ tròn và áo cổ trụ. Với áo cổ tròn người ta còn gọi là áo t-shirt, và áo cổ trụ còn gọi là áo polo. Sau đây mời anh chị xem. Anh chị quan sát hình ảnh, anh chị thấy rằng là áo này hầu như là gọi là không có cổ, và cái cổ nó tròn vậy thì chúng ta gọi là áo cổ tròn. Với những cái dòng áo như thế này thì nó phù hợp cho những cái hoạt động, chẳng hạn như là hoạt động team building, hoạt động vui chơi ngoài trời, hoặc là những cái sự kiện, những cái chương trình sự kiện của các cái doanh nghiệp. Tiếp tục chúng ta thấy hình ảnh thứ hai này là áo có cổ. Cái đoạn mà gài nút đó, anh chị thấy đó, đó là gọi là cái trụ áo, thì tiếng Anh gọi là áo polo. Những cái áo này phù hợp cho những anh chị mà mặc trong văn phòng, hoặc là chúng ta muốn quần nó phù hợp cho đồng phục của công ty hơn là những cái chương trình dã ngoại này nọ, thì nó mang đến chất là trang trọng và rất là lịch sự. Hầu hết tất cả các doanh nghiệp cũng như tất cả các anh chị khi mà chuẩn bị đặt cái áo chiếc áo thun đồng phục thì anh chị cũng mong muốn có được một chiếc áo thun đẹp, bởi vì ngoài cái chuyện mà những người nhân viên của mình mặc chiếc áo thun đẹp đi làm, nếu mà nó đủ đẹp, đủ mà lôi cuốn họ thì họ có thể mặc đi chơi, đi uống cà phê cùng bạn bè, thì cái cơ hội quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp nó sẽ nhiều hơn và tốt hơn. Vậy thì làm sao để có chiếc áo thun đẹp? Để có được chiếc áo thun đẹp, chúng ta phải có chiếc áo thun đúng trước đã. Và sau đây xin mời anh chị xem chiếc áo thun như thế nào là đúng và các loại thường gặp của áo thun. Chúng ta bắt đầu quan sát một chiếc áo thun thực tế, xem các loại thường gặp và xảy ra cho chiếc áo thun như thế nào. Thứ nhất về cái trụ áo, đây là cái trụ áo của cái áo thun của trụ ha. Chúng ta sẽ quan sát về bề mặt bên trong đây như thế này, đây này. Anh chị xem kỹ, anh chị sẽ thấy là đây là bên trong cái trụ áo nó sẽ có một cái lớp keo để mà giữ cho cái trụ áo nó được đứng đẹp. Tuy nhiên rất nhiều nơi họ thực hiện may đơn giản là họ không có may cái đường khép kính này, bởi vì họ nghĩ rằng là khi mà chúng ta làm khuy nút thì nó cũng dính lại rồi, không có ảnh hưởng gì hết. Nhưng thật sự không phải vậy. Chỉ cần một lần giặt thấm nước thì cái lớp keo bên trong này nó sẽ bị bong ra, và cái trụ áo chúng ta nó sẽ bị co giấm trở lại, nó không có hình ảnh, nó không còn được định hình như ban đầu nữa, nó sẽ làm cho cái áo xấu đi. Điều thứ hai, cái tay áo nó được nối giữa hai cái bo này nối lại thì nó phải được mai đè xuống như thế này, nếu không là nó cứ phải đứng lên như thế này thì nó cũng gây cộm ở tay áo, vậy là nó cũng không có đủ đẹp. Tiếp đến là cái phần ở dưới tà, đây là tà xẻ ra. Chúng ta sẽ thấy là có những cái đường giác sổ như thế này, trông nó lộn thộn, không có được gọn gàng. Và như vậy thì nó làm góp phần là chiếc áo nó trở nên xấu. Đây là cái tà thứ hai. Đây, họ không có dây xương cá dằn lên,
mũi dây dằn lên để cho tạo cái sự chắc chắn cho chiếc áo. Đây. À, đây là những cái lỗi rất là thường gặp ở áo thun, đặc biệt là áo đồng phục. Và sau đây chúng ta quan sát tiếp một chiếc áo được gọi là may đúng. Về trụ áo, chúng ta quan sát trước trụ áo. Đường chỉ là may thẳng thõm như thế này ha. Rồi chúng ta lật bên trong của cái trụ áo, chúng ta sẽ thấy rằng là cái đường chỉ này được may lại, trụ được may lại, và bên trong này chúng ta không có gỡ ra được nè. À, bên trong này là nó có lớp keo giúp cho định hình cái trụ này. À, chúng ta có giặt hai bên nước thì cái trụ này nó cũng không có bị phá vỡ, và vì định hình nó được giữ lâu dài hơn cho chiếc áo. Tiếp tục là chúng ta xem xét đến phần tay áo. Đây, các bạn thấy không? Cái điểm nối giữa hai bên tay được may mí xuống, dằn xuống như thế này, để giúp cho người mặc cảm giác là thoải mái, không có bị cộm. Thay vì nếu mà nó không may dằn xuống thì cái phần nối này phải đứng lên như thế này và bị cộm ở cái phần tay. À, chúng ta quan sát đến cái tà áo. Đây, mình dỡ lên cái tà áo bên trong, các bạn sẽ thấy như thế này. Người ta may có một cái đường may dắp mí như thế này là để gọi là khóa tà. Khi mà chúng ta có những cái hoạt động mà co giãn mạnh như thế này thì nó cũng không bị tét ra, rách ra. Và những cái đường may dắt sổ như thế này rất là đẹp, rất là tỉ mỉ. Để may được một cái chiếc áo thun thì hầu như tất cả những người thợ may đều có thể thực hiện được. À, tuy nhiên để có được một chiếc áo thun đúng và một chiếc áo thun đẹp thì không phải là người thợ nào cũng có thể làm được. Nó đòi hỏi về trình độ kỹ thuật của cái người kỹ thuật xưởng, kỹ thuật sản xuất, cũng như là nó đòi hỏi sự tỉ mỉ của từng công đoạn, từng khâu mà cái người công nhân là họ là người góp phần chính. Để biết thêm thông tin chi tiết về các lỗi thường gặp của áo thun, anh chị có thể vào website www.lulo.vn để tham khảo thêm, hoặc anh chị có thể vào YouTube gõ cái dòng nội dung là các lỗi thường gặp của áo thun để biết thêm chi tiết. Dưới đây mình chia sẻ với anh chị về quy trình thực hiện đơn hàng mà áo thun Lulo đang áp dụng. Bước đầu tiên đó là tư vấn. Trong một tư vấn này chúng ta có tư vấn về sản phẩm, tư vấn về chất liệu, về kiểu may, đường may, nhằm chia sẻ giúp cho anh chị hiểu hơn về cái chất liệu nhằm anh chị có thể chọn được một cái chất liệu phù hợp với mục đích sử dụng cũng như là nguồn ngân sách hiện tại của mình. Sau khi hoàn thành công việc tư vấn, nhân viên kinh doanh của chúng tôi sẽ thu thập hết tất cả những cái thông tin cũng như những cái nhu cầu của anh chị và chuyển về cho bộ phận báo giá để báo giá thực hiện việc thiết kế và thực hiện báo giá một cách cụ thể chính xác nhằm gửi đến cho anh chị tham khảo. Việc thiết kế này sẽ là hoàn toàn miễn phí, với mục tiêu là cho anh chị thấy được chiếc áo, mường tượng được chiếc áo mà chúng ta sẽ làm như thế nào. Bước thứ ba đó là may mẫu. Khi mà anh chị đã chấp nhận thiết kế, chấp nhận với cái báo giá mà chúng tôi vừa gửi thì chúng tôi sẽ thực hiện việc may mẫu. Việc may mẫu này sẽ diễn ra từ 3 đến 5 ngày tùy mức độ khó dễ của cái mẫu mà chúng tôi sẽ thực hiện. May mẫu có thể là thực hiện trước khi ký hợp đồng hoặc là sau khi ký hợp đồng, nhưng mà để đơn hàng được thực hiện thì chúng tôi buộc lòng phải làm áo mẫu để có những cái chỉnh sửa cần thiết, và khi mà giao hàng thì chúng tôi mong muốn là anh chị sẽ hài lòng với chiếc áo anh chị sẽ nhận. Bước thứ tư đó là ký kết hợp đồng hoặc là ký kết đơn đặt hàng. Tùy theo đề nghị của anh chị, có thể chúng ta sẽ thực hiện việc ký kết hợp đồng giữa hai bên hoặc là chúng ta thực hiện ký kết đơn hàng.
có thể chúng ta sẽ ký kết hợp đồng hoặc đơn đặt hàng xong chúng ta mới thực hiện áo mẫu. Tuy nhiên nếu mà trường hợp chúng ta may áo mẫu trước để cho anh chị theo đề nghị của anh chị thì chi phí sẽ được tính là trung bình là 500 ngàn cho một áo mẫu, và chi phí này sẽ được trừ lại khi mà anh chị ký hợp đồng hoặc ký đơn đặt hàng với chúng tôi. Sau khi mà chúng ta thỏa thuận được việc ký kết hợp đồng, thỏa thuận được áo mẫu, chất liệu, mọi thứ thì chúng tôi sẽ tiến hành là sản xuất. Mỗi giai đoạn anh chị gọi chuyển tiền cọc cho hợp đồng cũng như là chuyển tiền làm áo mẫu, chúng tôi đều xác nhận với anh chị qua email. Chúng tôi đã xác nhận ngày mấy, vào lúc nào và thời gian thực hiện là bao nhiêu. Sau khi chúng tôi sản xuất xong thì chúng tôi cũng sẽ thông báo với anh chị về thời gian giao hàng. Cụ thể ít nhất là 3 tiếng hoặc là chậm nhất là 3 tiếng, thông thường là chúng tôi sẽ thông báo trước một ngày. Cuối cùng là chúng tôi sẽ thực hiện việc chăm cái hoạt động chăm sóc khách hàng, có thể là sẽ hỏi thăm anh chị xem áo anh chị có hài lòng hay không, hoặc là trong cái giai đoạn mà anh chị sử dụng có những cái gì thắc mắc hoặc là chưa hài lòng chúng tôi ghi nhận, hoặc là nếu mà do lỗi của chúng tôi thì chúng tôi cũng có thể khắc phục miễn phí, hoàn toàn miễn phí. Áo Thun Lulo, tất cả những cái nhân viên kinh doanh của chúng tôi khi đến tư vấn cho anh chị, chúng tôi sẽ mang cái áo mà chúng tôi đã từng thực hiện cho các doanh nghiệp khác để anh chị mặc và cảm nhận được cái đường kim mũi chỉ cũng như là chất liệu mà chúng tôi đã thực hiện như thế nào. Trong thời điểm này, áo Thun Lulo đang có chương trình khuyến mãi là anh chị khi mà gia nhập vào trang fanpage của chúng tôi, nhấn nút like và gửi tin nhắn đặt hàng tại trang fanpage, chúng tôi sẽ tặng hai áo trơn với cùng size, với size áo theo yêu cầu và chất liệu mà anh chị yêu cầu. Điều khác biệt của áo Thun Lulo đối với các doanh nghiệp khác đó là, điều thứ nhất là chúng tôi chỉ nhận làm những chiếc áo thun đẹp, áo thun đúng. Điều thứ hai, cho chúng tôi được từ chối báo giá đối với những trường hợp mà chúng tôi chưa có cơ hội đến tư vấn, cũng như là chúng tôi chưa đảm bảo rằng anh chị đã am hiểu về chất liệu vải cũng như chất liệu về áo thun như thế nào. Và một điều nữa, nếu anh chị đang lo lắng về cái giá của áo thun cũng như là cái nguồn ngân sách liệu có phù hợp hay không, thì ở đây chúng tôi xin nhắc lại lần cuối cùng đó là tại áo thun Lulo chúng tôi có hai dòng hàng chiến lược, đó là 100% vải poly và vải cotton bag. Nếu anh chị ủng hộ một trong hai cái dòng hàng chiến lược này thì chắc chắn anh chị sẽ nhận được mức giá phù hợp nhất mà chúng tôi mang lại cho anh chị. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian để theo dõi clip của chúng tôi.